Nãy những ai giơ tay nhỉ? Giơ lại nào. Rồi Linh. Làm nào? Hàng trước này nhá. Ừ. Phân xử. Mắt am. Hàng số là 3x. Đến nào cũng dùng đô la x vậy. Rồi tiếp. Copy luôn cái này. Thay 10 vào x không thay. Đây cao. Cao đô la x à? Em nó chỉ cần đọc nhỏ hơn đô la x là được rồi. Thế thì bỏ sao sai. À, nhưng mà nó vẫn tính được mà. Rồi. Trong thì có viên xuống này. Đây. Rồi, đây là cô làm gì vậy? Nhưng cô làm cái gì, đang làm cái gì đây? Lặp lại ở trên thì giải quyết vấn đề gì? Lặp lại cái mớ này thì giải quyết vấn đề gì? Tôi đã cho sẵn mảng rồi. Đây, mảng đấy, random đấy rồi đấy. Rồi, tiếp đi. Khóc mẹ gì ở trên vậy? Rồi. Không dùng hàm sort. Tôi nói rồi còn gì nữa, không dùng hàm sort. Dùng hàm sort thì còn nói làm gì? Không, chẳng có gì nhanh cả. Cứ phải làm đúng yêu cầu chứ không phải cứ cắm đầu cắm cổ và dùng những cái hàm có sẵn. Thế vậy thì học quá gì? Ví dụ như kiểu công ty A cần chúng, công ty nào đấy cần chúng ta làm đúng không? Làm một cái dự án nào đấy, thuê mẹ công ty B nữa làm cho mình cho xong. Không cần lãi. Thế thì còn nói làm gì? Nào, 10.000 một đứa rồi. Người khác. Không mang tiền đứa nào cho vay. Lớp này toàn dai giàu thôi. Các bạn ơi, mỗi người cho mình 1.000. Không cho. Vay là vay, không cho. Dương. Function. Đặt tên như của ông đặt thôi. Đấy. Cái gì? Đô la gì? A. A bằng 0. Đô la gì? Đô la B bằng 6. Không học gì? Thao nữa. Bằng cái gì? Tiếp. Bằng à? Là ít à? Tiếp tục điều kiện thì tôi không hiểu đâu. Phải đọc cụ thể câu lệnh cho tôi. Mày làm cái gì vậy? Cái gì đấy ông đọc từ từ ra nè. Cộng với cả đô la x vị trí z
phòng học ấy. Đây đúng không? Sao? Khi bạn cho nó bỏ nhỏ là khi đó thì biến A sẽ bằng với là sẽ bằng là đô la x. Nhanh nào. Cái gì vậy? Không làm được trật tự để cho nó làm. Nhanh. Đọc từ từ thôi, ông đọc thế thì bố tôi cũng không chép kịp đâu. Là như nào? Có cú pháp này à? Cái nào vào trong vòng vuông đây à? Đây à? Đây. Đúng không? Ra khỏi vòng vuông. Echo. Sẽ là đô la B. B nó là mảng nó sao đô la được mà sao làm sao mà eco được? Cái gì? Khác quay nhau. Rồi. Để im cho nó làm được kia, đừng văn. Kệ cho nó, sai nó sai nó nộp tiền thôi. Không. Đọc làm nha làm nhảm. Tiếp đi. Sẽ bằng đô la, sẽ bằng đô la A. Sẽ bằng cái kết quả phía trên đúng không? Đây. Đúng chưa? Xong sao nữa? Và bên dưới sẽ là khai báo cái hàm nào. Khai báo hàm nào? Đúng chưa? Thầy ba đang ra thì sẽ thấy hai giá trị lớn nhất là phải chọn cái. Có vẻ hay ta. 19 cộng 18. Thế còn thằng 19 này thì sao? Là hai hai số khác nhau mà. Thầy cái đoạn kia là có cái đô la y và đô la x vị trí y và đô la x vị trí z. Ừ. Bằng nhau sẽ bỏ qua. Hai cái đấy là hai cái khác nhau mà. Đúng có gì nữa. Có nghĩa là không lặp lại một số thôi. Hiểu không? Ví dụ như có một số một trong chuỗi đến số 19 là lớn nhất đúng không? Và nó chỉ có một mình nữa thôi. Đúng không? Thì mình sẽ không có cái chuyện là 19 cộng 19 là 38 là lớn nhất. Nhưng mà nếu mà có số 19 là vị trí số 0 và số 19 là vị trí số 1. Đúng không? Thì hai cái đấy vẫn được phép cộng với nhau chứ. Dạ. Không, để tôi coi nào. 16 cộng 18 bằng 34 đúng. Rồi, giải thích cho tôi cái logic của phần này. Làm nào để ra được hay vậy? Hay mà, tôi biết xong tôi còn chẳng hiểu nó định làm cái gì mà nó còn ra đúng cả. Tôi gọi mà. Không giơ tay thì cũng nộp tiền mà. Không làm được thì cũng nộp tiền mà. Tại sao lại làm được ra như vậy?
lấy ở đâu hoặc là làm như thế nào để làm được cái bài như này rất là hay. Tâm à? Tâm đâu? Làm kiểu gì đấy? Làm kiểu của thầy ạ. Không, nhưng mà cái logic của cái phần này là như nào? Nó ra đúng nhá, nó chỉ sai một trường hợp thôi, rất hay. Thì tôi đang muốn giải thích cái logic. Có nghĩa là nếu mà cái giá trị của tích ở vị trí Y bằng giá trị tích của vị trí của Y thì bỏ qua. Nếu mà nó chạy vào Y tiếp theo, nó sẽ kéo Y, từ Y. Giá trị của max lúc này hiện giờ đang bằng 0 rồi. Nếu mà nó nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của tổng hai cái tích, à hai cái vậy. Hai cái đang liền nhau. Cộng lại thì gắn cho nó cái max đấy bằng giá trị của hai cái đấy. Ừ. Sau rồi cứ thế gắn giá trị và giá trị của biến cho đến khi nó cái cùng. Đến cuối cùng rồi, đến hết thôi. Hay. Một cách. Rất hay. Cách của Tâm gần đúng. Rồi. Thằng Dương không làm bài đúng không? Đúng không? Em thì cái bài em và cái bài hai vòng lòng của em chạy là em sẽ chạy luôn một cái, em chạy luôn một cái ARL, cái đô la ARL. Chẳng quan tâm, chẳng ai quan tâm mà tôi chỉ có hỏi là ông có làm bài hay không. Không lý do lý chấu, có không? Nhưng mà có làm không? Có. Rồi, có nộp không? Bao nhiêu người không nộp, thống kê cho tôi, phải chưa? Lại thu tiền như bình thường. Cách này là một cách rất là hay. Các bạn nào, có bạn nào không hiểu không? Không. Tên thôi mà, cái này chỉ là tên hàm thôi mà. Nào, có bạn nào không hiểu cái đoạn trong này không? Giơ tay để tôi giải thích lại cho. Đây nhá, giải thích lại nhá. Ví dụ chúng ta có một cái mảng phía sau 1, 9, 7, 5, 4. Ví dụ như này. Đúng chưa? Cách của bạn sẽ làm như sau này. Chạy một vòng là for ở phía ngoài. Từ 0 cho đến 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 4. Được chưa? Chạy tiếp một vòng là for nữa. Từ 0 cho đến 4. Đây là vòng lặp gì? Vòng lặp Y. Đây là vòng lặp gì? Hai vòng lặp lồng nhau đấy. Bạn ấy có cái biến A là cái biến tương đương với max, số to nhất, được chưa? Và cái biến đô la B là cái biến mảng chứa hai số to nhất. Được chưa? Thì bây giờ bạn sẽ làm tiếp như sau. Vòng lặp Y, nếu mà vòng lặp Y ở vị trí số 0 là vị trí vòng lặp đầu tiên đúng không? Thì ở trong này sẽ là vòng lặp của đô la ARR ở phần tử số 0 và cộng với ARR ở phần tử số 1. Đúng nhỉ? ARR ở vị trí số 0 và ARR ở vị trí số 1. Ủa? Cái này cũng không đúng chứ. Hai cái này cộng vào nhau. Từ từ bình tĩnh các bạn nhá. Sao lại ra được nhỉ? Bởi vì gì y bằng không, gì cũng bằng không này. Đấy là gì bằng y cộng 1. Đúng Tâm? Dạ. Viết như này, cái vòng gì ấy, for gì ấy. Vâng, vòng for gì em viết cũng như thế. Ồ. Điều gì ta? Đây, ARR 1. ARR 0 luôn chứ. Không, đây không phải cái của tôi. Đây nhá, check nhá. Đầu tiên này, nếu hai giá trị của phần tử này bằng nhau, đúng không? Thì bỏ qua. Tức là một hay làm sao mà đúng được nhỉ? Ô, tôi đang không hiểu cái này, tôi cho tôi tí. Tại sao lại y lại di bằng không nhỉ? Di đáng lẽ phải bằng y cộng 1 chứ. Từ nha, for y bằng 0, di nhỏ hơn cao. Cái nào lớn không? Đô la A lớn không?
đô la A này á? Không, tôi đang check như này này. Bởi vì nhá, vòng lập đầu tiên là y bằng 0 đúng không? Y bằng 0 này. Sau rồi z cũng bằng 0 đúng không? À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, 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 đúng rồi. Cách này nó hơi lằng nhằng, lằng nhằng. Đây, nếu mà có nghĩa là vòng lập, tôi giải thích lại cho các bạn. Cách của thằng này lằng nhằng khó hiểu quá. Nhưng mà hay. Này hay. Đây. Chúng ta nó sẽ chạy qua, chúng ta vẽ hai vòng lập ra đây rõ là 1 9 7 5 4. Đây. Vòng lập đầu tiên là cái này đúng không? Vòng lập y đầu tiên là cái thằng số 1 thì nó chiếu sang bên này. Nếu mà 1 bằng 1 phỏng A. Thấy chưa? Vòng lập z tiếp theo chạy tiếp 1 chiếu với 9. Được chưa? 1 chiếu với 9 thì cái hai thằng này nó khác nhau, cho nên chạy tiếp xuống dưới. Chạy tiếp xuống dưới thì chúng ta kiểm tra xem đô la A hiện tại là bằng 0 đúng không? 0 nếu mà nhỏ hơn so với 1 cộng 9 bằng 10. Có nhỏ hơn đúng không? Thì suy ra là A bằng 10. Tiếp theo là B sẽ bằng các phần tử là 1 và 9. Được chưa? A lúc này mang giá trị của 10. Chạy vòng lặp tiếp theo là 1 so với 7. Thì đến lúc này là kiểm tra nếu mà 1 khác 7 đúng không? Chạy tiếp vào trong. Bây giờ nó sẽ kiểm tra là A nó sẽ bằng 10. Có nhỏ hơn so với 1 cộng 7 bằng 8 hay không? Có nhỏ hơn không? Không, bỏ qua, không chạy nữa, không gán lại A. Tiếp theo, 1 cộng 5 cũng vậy, 1 cộng 4 cũng vậy. Được chưa? Hết vòng lặp z đầu tiên. Tiếp theo nó đến cái phần y bằng 1 là 9 đúng không? 9 nó sẽ kiểm tra 9 với 1. Khác nhau rồi đúng không? Nhưng mà đến lúc này là a vẫn bằng 10. Ở đây nó đang kiểm thằng tâm nó đang kiểm tra là đô la a nhỏ hơn thôi, nhưng nó bằng, nó cũng xét lại. Tiếp theo đến 9 với 9, hai thằng này có giá trị bằng nhau, bỏ qua. 9 với 7 là mấy mấy? 16 có lớn hơn 10 không? Có, chạy vào thì đến lúc này A bằng 16 và B bằng 9 và 7. Đúng chưa? Tiếp theo, 9 cộng 5 bằng 14 nhỏ hơn 17. 9 cộng 4 bằng 13 nhỏ hơn 17. Đúng không? Và chạy nguyên một vòng nữa thì nó dừng lại ở con số 16 và B bằng 9 cộng 7 này. Đấy là cái cách là cách này lằng vòng lằng nhằng quá. Nhưng vẫn đúng. Vẫn đúng. Rồi. Xong chưa? Thực ra cái cách đến đây này chỉ cần là y và z bằng nhau thì bỏ qua là đủ rồi. Hiểu chưa? Này thôi. Đây, nó sẽ đảm bảo là 15 cộng 15 đây. Bằng 30 là to nhất. Xong chưa Tâm? Rồi, đây là một cách, còn là nào có cách khác không? Rồi, cách khác nào? Cách này hay đấy. Nhưng mà chỉ có mấy thằng đầu có vấn đề nhưng Tâm mới nghĩ ra được cái cách này. Rồi. Văn nào? Mày làm cái gì mà lằng nhằng vậy? Rồi. Tìm những cái cách lằng nhằng nhất xử lý rồi đọc nào. Mắc gì? Rồi. Và gì? Lớn hơn cao. Cái gì? Cái gì?
Lang. Thế là mày nhiều thế. Y à? Phải không? Như này à? Sao nhiều thế? M0 bằng gì luôn à? Đây à? Cái gì? Bằng ở đây á? Z cộng cộng chứ? À y y. Ra ngoài cái ra ngoài cái ngoài. Ừ. Ra ngoài ngoài. Đây. Rồi. Xong rồi. Giờ làm nào. Đây gì? Cái năm là cái gì? Năm là số lớn nhất và thầy cần cộng. Số lớn nhất cần cộng là như nào? Hai số trừ hai số, ba số trừ ba. À. Cái này chỉ là câu trừ ba năm. Rồi. Được chưa? 38. Maybe đúng. Gì đó nhầm ở con à 19 cộng 14 bằng 33 đúng 18 cộng 18 chứ 18 cộng 19 37 đúng ờ chọn ví dụ tôi lấy 3 số đi 59 này sẽ bằng 19 20 18 đúng không à 19 20 20 20 19 đúng rồi nó bằng 58 59 đúng rồi giải thích cho tôi logic của phần này nào. Giải thích từng dòng một. Câu này khó cái quy nó sẽ là
chạy để điều kiện chạy bao giờ đủ để số lớn nhất mình cần. Giải thích từng dòng một. Nếu mà số năng này tức là số lớn nhất mà mình quá số lượng của mảng thì nó sẽ là ao ra luôn và quá số lượng. Rồi. Nếu không thì nó sẽ thực hiện quy trình là đi bằng không, tức là bắt đầu vòng lặp. Chưa có số lớn nhất nào, bắt đầu là trẻ em lưu số lớn nhất ở vị trí của nó, xong khi nếu mà thầy cần xuất ra để xem cái bảng đấy. Ừ. Cao không, tức là vị trí không luôn luôn mà không. Tôi vẫn chưa hiểu cái giá trị của cái thằng mờ đấy, nghĩa là nó sẽ là bắt đầu mỗi một lần quay nó sẽ bắt đầu đi lại từ đầu. Ừ. Đi lại số lớn nhất từ đầu, nên là em sẽ cố gắng là nó mang cái giá trị đầu tiên của mạng rồi, trong cái vòng kho sẽ lúc mình tìm số lớn nhất. Nếu mà ao di này mà lớn hơn vào không, tức là lớn hơn cái giá trị ban đầu, thì nó sẽ gán lại vào không, tức là cái phần tử không của m sẽ bằng giá trị mới là di, và một tức là vị trí của nó cũng sẽ bằng di. Sau đó nó sẽ ao hết ra ngoài và sẽ gán cái thằng lớn nhất và tìm được là vun và mắc r. Rồi. Cái này tí nữa tôi giải thích nhá. Khó quá, còn ai có cách nào khác không? Còn ai có cách nào khác không? Để làm bài này. Tâm. Em vừa nói của em rồi đấy. Rồi, hai cách rất khó. Không ai còn cách dễ hơn à? Hả? Dễ hơn là gì nào? Đâu rồi, ai? Như nào? Nói qua nào. Em làm như kiểu là sắp xếp lại mảng thì bắt đầu lấy lại thì bắt đầu lấy từ những cái số cuối cùng thì cách đi của Linh không phải của tôi, đừng nhầm. Rồi làm lại nào. Trong là for bằng TG là cái gì? Gì sẽ bằng tên gọi là tên gọi tên
phát ra khỏi cái kho mà đi phát ra kho về đi từ ra là bỏ cái gì vừa ra là mất từ từ đã để xem cái này đã thấy chưa sao có đúng không đã đây đây là cái mảng ban đầu à? Đây cái mảng sau khi đã sắp xếp này có đúng không đây có 18 và 13 đây này sai gì sót cái đâu có đúng đâu nào cái nào đâu cái này à hay cái này nói chung có vẻ khó khăn vậy. Đây đúng không? Tại vì các bạn là nhỏ hơn bằng y trừ 1, này là bạn nhỏ hơn y. Đâu? Đấy à? Đây ông đọc cho tôi mà. Chứ tôi có bịa ra cái gì đâu. Rồi. À, để cho các bạn tiêu hóa cái đoạn này xem có ai không hiểu không đã. Rồi lại giải thích. Cho ngồi để tiêu hóa. Đến đây chắc nếu mà kết quả như này chắc chắn là làm được rồi đúng không? Sao? Đặng Dương hiểu không? Mày cứ ngồi mày cứ nhè răng ra thì mày lốt mà đến tối. Nó chạy vòng gì? Vòng lặp như nào? Dương? Này chạy vòng lặp như nào để nó sắp xếp lại được mà?
logic của cái phần này là như thế nào? Nó sẽ là tìm bản thân sự tìm của các phần tử, bản thân vòng lọc đầu tiên, sự tìm các phần tử trong cái mạng ARL. Cái nào trả điểm? Cái thứ hai, gì kia nó sẽ là đếm, nó là tìm các phần tử nhỏ hơn. Cái nào trả đếm? Sao lại nói là đếm? Đếm là như nào? Ở đây làm gì có cái nào đếm đâu? Đúng không? Chẳng có cái nào đếm cả. Có mỗi cái hàm cao này là đếm thôi. Ở đây các giá trị, các phần tử nó khác nhau mà làm sao mà đếm gọi là đếm được. Đọc kỹ rồi nào. Còn là for đầu tiên là chạy từ phần tử nào đến phần tử nào trong cái mạng này. Nhìn vào đây. Còn là đầu tiên là chạy từ 1. Thằng Nam. Thằng ngồi bên cạnh kia là Tú. Đi xuống dưới chống đẩy của thằng 30 cái. Giờ không phải là cái giờ nhá. Dưới kia không trông như này, thói quen ở đâu, nó đang làm cứ nhảy vào hồ, nó nhắc nó như nào, thế nó không bao giờ nó lên được đâu à. Nhìn code và so sánh với bên này thì logic nó sẽ là như thế nào. Y bằng bao nhiêu? Y của cao ARR trừ 1, Y bằng cao của ARR trừ 1. Nó sẽ chạy từ dưới. Dưới. Từ cao của ARR lên mấy? Cao của ARR sẽ mấy? 5. 5. Không, trừ 1 là mấy? 4 đúng không? Rồi, Y bằng 4. Không nhờ? Tiếp tục này, y lớn hơn 0. Tức là chạy, nó vẫn tiếp tục chạy cái mà vòng lặp này với điều kiện là y nó còn lớn hơn 0. Đúng chưa? Sau đó là y trừ trừ. Đúng chưa? Vậy thường thường người ta sẽ nói chuyện là ARR ở vị trí thứ y đúng không? ARR ở vị trí y bằng 4, ARR ở vị trí thứ 4 là phần tử nào? Thứ 4 là 5. Từ tập trung vào. Ông đang nãy giờ ông đang nói kiểu dạng như kiểu mơ ngủ, ông chẳng hiểu ông nói cái gì đâu Phương ạ. Chưa được một câu đúng đâu. Tiếp. For y bằng 0, y nhỏ for z bằng 0, z nhỏ hơn y. Z cộng cộng là như nào? Cứ dịch từng cái một đâu. Chạy từ dưới lên, nhưng mà với điều kiện là nó sẽ phải nhỏ hơn, nó phải nhỏ hơn đến y. Đúng không? Chạy từ đây lên đến đây thôi đúng không? Nó không chạy đến phần tử cuối cùng. Đúng không? Rồi. Phần tử đầu tiên là y bằng 4. Và phần tử đầu tiên của z là bằng mấy? Tiếp theo, đọc một lần kia. Nếu cái gì? Nếu ARL vị trí z. Hiện tại bằng mấy? Hiện tại là đang là bằng đô la y là bằng 4. Hiện tại của cái z ARL ở vị trí thứ z. Hiện tại z đang bằng 0 đây này. Y đang bằng 4 đây này. Mảng ARR ở vị trí thứ gì, tức là tương đương vị trí số 0 thì bằng mấy?
một cao lớn hơn hoặc bằng mấy? Bốn. Bốn có thỏa mãn không? Không. Không thì sao? Không sẽ... nếu mà không thỏa mãn cái điều kiện này thì sao? Là chạy tiếp không? Chạy tiếp đến lúc này là thay đổi cái gì? Chạy tiếp đến khi nào mà... thay đổi cái gì? Không chạy cái đoạn trong cái đoạn nằm trong ít này nữa, đúng không? Thì giờ cộng hay trừ cái gì? Chạy vòng lặp tiếp theo là chạy vòng lặp nào? Chạy vòng lặp tiếp theo là sẽ là 4. Em sẽ hiểu câu hỏi là trong hai cái vòng lặp này, vòng lặp nào sẽ được chạy tiếp? Có một vòng lặp ngoài, một vòng lặp trong, đúng không? Ừ. Bây giờ vòng lặp nào sẽ được chạy tiếp? Vòng lặp bên trong. Ờ. Thế bây giờ gì vòng mấy? Bây giờ gì sẽ tiếp tục vào vòng 4 ạ. Gì? Cái 2 thì số 9. Tôi đang muốn hỏi gì bằng mấy? Gì sẽ bằng 1 ấy. Ờ đúng rồi, gì bằng 1. Tiếp, chạy vào trong. ARR vị trí thứ gì bằng mấy? Đây là 9. 9 sẽ lớn hơn 4. Lớn hơn 4 không? Có. Có. Thì giờ sao? Thì cái tôi bảo là sẽ chạy cái điều chạy bên trong. Chạy bên trong là cái gì? Khi mà nó thoải mái điều kiện. Ừ. Nó sẽ phải xử lý. Thì lúc đó sẽ gọi một cái là bằng một viên. Gọi một viên. Sẽ bằng với Dora A và sẽ bằng với ARR. Bằng mấy luôn? Bằng 4 ạ. 4. Xong. Tiếp. Tiếp tục là 4. Sẽ... ARR ở vị trí thứ mấy? Ở vị trí thứ... ở vị trí thứ 4. Thì ở vị trí thứ Y. Y bằng mấy? Y bằng 4 ạ. Y bằng 4. Bằng với đô la vị trí thứ C là sẽ là bằng 2. 2 bằng 1 bằng 1 bằng 1 ạ. 1. Nhìn lại như thế nào? Đào đâu rồi, bằng 1 với bằng 2 vậy? Cái này cơ mà. Ông mấy? ARR ở vị trí thứ Z đang bằng bao nhiêu? Ừ, thì vậy tương đương với ARR ở vị trí số 1. Mang giá trị là bao nhiêu trong cái bảng này? Mang giá trị là 9 ạ. Ờ. Thì viết cái số 9 ở đây. Xong chưa? Rồi. Tiếp. Dòng dưới. Dòng dưới thì sẽ là cái biến DMB sẽ là bằng 9 ạ. DMB. À. ARR ở phần tử thứ mấy? Ở phần tử thứ nhất. Nhất là cái gì? Nhất là số mấy? Số 9 ạ. Số 9. Mà có muốn ăn vả không ở dương? Làm gì có cái ARR nào ở phần tử thứ 9? Phần tử thứ 1 ạ. Tại phần tử thứ 1. Bằng mấy? Sẽ bằng 9 ạ. Sao lại bằng 9? Bằng đọc cốt đi. Sau đó chiếu sang giá trị ở bên này này. Có mỗi cái hàng con mà đọc mãi không xong. TMB ở đây đang bằng mấy? TMB đang bằng 4 ạ. Ờ thì đến lúc này tương đương với việc là hai cái vị trí nó thay đổi cho nhau, thằng này bằng 4, thằng này bằng 9. Xong chưa? Xong rồi tiếp theo làm nào nữa? Xong nó sẽ... nó sẽ return cho cái... return cái gì mà return? Tại sao lại return?
đã xong hai vòng lọc double return. Tiếp tục như nào? Chạy xong vòng lọc y bằng 1 rồi thì bây giờ là bằng z bằng 1 rồi, giờ làm sao? Tiếp tục sẽ chạy một con sẽ tiếp tục là z z bằng 2. Z bằng 2, đúng rồi. Tiếp tục z bằng 2 bằng mấy? Sẽ là bằng 7. 7 lớn hơn hoặc bằng 4 thỏa mãn. Lớn hơn hoặc bằng 4 thỏa mãn á? Lớn hơn 4. Ai bảo lớn hơn bằng 4? Lớn hơn 4. Tại sao lại là 4? Nhìn kỹ à? ARR sẽ chạy cả hai vòng lặp. ARR ở vị trí số mấy? ARR ở vị trí số mấy đây? Vị trí thứ 4. Vị trí thứ 4 bây giờ nó bằng mấy? Vị trí thứ 4 là sao? Bằng 9. Có biết vì sao bằng 9 không? Biết vì sao bằng 9 không? Làm nào? Tại sao lại bằng 9? Lúc đầu bằng 4 các bạn giờ ra bằng nhảy 9. Có phải là cái vòng trước đấy là cái vòng y bằng 1 nó phải là nó đổi vị trí của hai thằng này cho nhau không? Thế giờ nó biết hiểu vì sao nó bằng 9 chưa? Hả? Đến lúc này là 7 so sánh với mấy? 7 là so sánh với 9 á. Đúng rồi. 7 so sánh với 9 chứ. Có thỏa mãn không? Chạy tiếp. Chạy tiếp là giờ cái gì thay đổi? Chạy tiếp thì gì thay đổi? Đúng rồi, riêng mấy? Riêng mấy sẽ bằng 5. À đúng. Bằng 5. Mày toàn nói linh tinh thì dương à? Nào, bằng mấy? Bằng 3 đúng không? Giờ 2 thì phải lên 3 chứ. Y cộng là Z cộng cộng mà. Z cộng 3 thì bằng mấy? Z cộng 3 sẽ bằng 5. 5 so sánh với? Không thỏa mãn. Được chưa? Rồi. Cái điều kiện for ở trong đã xong chưa? Không nhỉ? Nếu mà cộng thêm nó bằng 4. 4 thì không thỏa mãn bởi vì Z phải nhỏ hơn Y đúng không? Xong, tiếp tục. Giờ chạy vòng tất cả những vòng lọc for phía trong xong rồi. Thì đến cái gì? Đến vòng for ở ngoài thì đến cái gì? Vòng for ở ngoài thì bây giờ cái gì thay đổi? Y thay đổi, Y đến lúc này cũng phải. Hiện tại là 14. Bằng 4. Nó sẽ bằng 3. 3. Rồi. Tức là thằng này đúng không? Đúng chưa? Rồi giờ sao nữa? Nó sẽ tiếp tục chạy vòng lọc Z ở phía sau. Z với điều kiện Z nhỏ hơn mấy? Z nhỏ hơn 3. Rồi, ok. Chạy vòng lọc đầu tiên. Bài kiểm tra điều kiện là mấy nhỏ hơn mấy? Điều kiện là 1. 1 lớn hơn hoặc bằng 5. 5 có thỏa mãn không? Không. Không thỏa mãn, chạy tiếp. Đến lúc này Z bằng mấy? Đến lúc này Z sẽ là Z sẽ 1. 1, rồi ok, kiểm tra điều kiện 9. 9 9 đâu mà 9? 4 à? 4 lớn hơn hoặc bằng 5. 5 có thỏa mãn không? Không. Không. Rồi, tiếp tục Z thay đổi thành mấy? Bằng 2. 2, rồi. Tiếp tục là 0, 1, 2 so sánh 7. 7 lớn hơn hoặc bằng 5. 5 thỏa mãn không? Có. Có. Thì bây giờ thay đổi vị trí của hai thằng này cho nhau. Thay đổi giá trị của hai thằng này cho nhau. Vâng. Đúng chưa? Xong. Xong rồi. Các vòng lọc tiếp theo chạy nó cũng vậy thôi.
Được chưa? Đây là hai vòng lặp lồng nhau để thay đổi giá trị, swap các giá trị với nhau. Được chưa? Còn đứa nào không hiểu không? Đọc lại, đọc kỹ lại đi. Cái bài toán này ấy, người ta gọi là sắp xếp cái gì nhỉ? Nổi bọt. Bubble sort. Kinh nhờ. Kinh xong rồi làm không ra một cái gì. Em làm cái đấy rồi. Tí nữa tôi kiểm tra lại là Nam. Nam không ra. Không trả lời được thì mày sẽ dương tắt với nhau 50 cái. Đúng rồi. Thank you.
Xong chưa? Nam chống đẩy chưa? Hả? Hả? Cái gì? Rồi. Bây giờ đọc lại thôi. Đọc máy à? Tôi không muốn chạy từ cuối lên vì là nặng ở chạy từ đầu lên không cứ thích thai và kho chạy giống nhau rồi hai vòng kho chạy giống nhau kho y bằng không y nhỏ hơn đô la cao cao của ARR vòng kho thứ hai y cũng phải là cộng cộng thì làm nào for z bây giờ z cũng phải là cộng cộng bây giờ làm nào điều kiện z nhỏ hơn cái gì hay là lớn hơn cái gì hay là z bằng bao nhiêu thằng Tâm à quên thằng Huy chuẩn bị xuống chống đẩy nhá. Íp cái gì mà íp? Không. Tại sao phải khổ thế? Hả? Bằng 1, tại sao lại bằng 1? Thế y nó cộng lên à, y nó thêm một đơn vị nữa thì luôn luôn bằng 1 à? Nếu mà để Z bằng đô la Y cộng 1 có được không? Được, thế vậy thì điều kiện Z nhỏ hơn cái gì?
cao ARR này á. Tại sao lại là trừ 1? Tí giá. Cái gì? Chẳng hiểu cái gì cả. Làm sao? Cái gì thế? Không liên chuyên gì đấy? À, to là to tử tế là sao không có ao ớ? Rồi, ban đầu nếu mà y bằng 0 chạy đến cao, tức là y chạy từ đầu đến cuối của cái mảng này đúng không? Đúng chưa? Z nó sẽ bằng là y cộng 1. Thế nếu mà y bằng 0 ở đây thì z nó bằng mấy? 4, tức là nó sẽ luôn luôn chạy từ phần tử phía sau của y cho đến cuối. Xong bây giờ ông chỉ đơn giản là so sánh hai cái thằng này với nhau. Xong so sánh tiếp thằng này với thằng này. So sánh tiếp thằng này với thằng này. Thằng này với thằng này. Xong y cộng cộng lên thì y bằng 4 đúng không? Y bằng cái thằng này. Thì ông lại so sánh tiếp thằng này với thằng này. Tiếp tục, nếu mà bằng đây. Xong chưa? Tiếp tục đến đây, lại so sánh một lần thôi. Còn đến đây thì z nó sẽ không thỏa mãn là z còn nhỏ hơn cao và z cộng 1, z bằng y cộng 1 và lại còn nhỏ hơn cao và ARR nó không chạy nữa. Xong chưa? Tự viết đấy. Cẩn chưa? 5 phút nữa tất cả mọi người, 5 phút nữa tôi kiểm tra. Tự viết đấy. Vòng lặp giống như tôi vừa mới vẽ ở trên này. Làm chưa? Quên à? Quên thì thằng này cầm máy xuống. Không cho nó xem, không được xem xét gì cả. Thân mình không lo thì ai lo cho mình nữa bây giờ? Học hành lớp hơn. Bây giờ bất kỳ đứa nào cho thằng Nam Dương xem bài thì hiểu hồn. Cái học dốt như thằng Tâm còn nghĩ cách quái đản như vậy, nghĩ không đúng.
mùng 8 là thứ mấy nhỉ? 8 là thứ 2. 3 là mùng 9. Sao xong chưa? Có dấu răn nào giúp không? Không răn, không gì. Rồi, trả lại đi. Răn đơn ba là rờ thôi. Răn rờ là ra đừng. Răn nào là có thể ra đừng. Gắn tự tử trong trong bạn là sao?
Linh xong chưa? Dạ, cái cơm gì? Xong chưa? Thế nào? À, ok. Quy xong chưa? Ba, ba, bảy, rồi. À, thế là xong về các cái xong về xử lý một vài cái bài toán dùng hàm để xử lý chuỗi, à, dùng hàm để xử lý mạng. Tiếp theo à, để tôi coi. PHP get bảng chữ cái gì đấy, thằng nào vãi đài đấy, rồi. À, sẽ như sau. Chúng ta tập trung vào đây nha. Tôi sẽ cho chúng ta cái logic và chúng ta tự đi mà làm đấy. Chúng ta nhìn thấy cái cha 65 này. Nó là chữ gì? A lớn nhá. Còn có cả A nhỏ nữa đấy. Được chưa? Cái cha này, cái CAR này này là nó lấy từ cái bảng mã ASC II alphabet. Nó lấy từ cái bảng mã này ra. Đây, có đúng là 65 không? A 65 này. Cho đến 90 mấy đấy. 90 là Z. Đấy chưa? Cho muốn lấy ra số nào thì lấy. Đây, chữ nhỏ thì từ 97 cho đến 122. Đấy chứ nhỉ? Chúng ta cứ lấy echo ra theo dạng là cái cha này là 65 này. Xong chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ bài toán sẽ như sau. Bây giờ bài toán sẽ như sau. Lấy ra một chuỗi random. Được chưa? Lấy ra một chuỗi random ký tự gồm khoảng 20 ký tự đó thôi. Được chưa? Xong rồi sau đó sắp xếp các ký tự theo theo bảng chữ cái alphabet. Kể cả ví dụ như kiểu chúng ta có cái chuỗi như thế này. A Z X Z nhỏ B D F. Ví dụ như này chẳng hạn. Thì chúng ta phải sắp xếp nó lại trở thành như này. A này. Bởi vì không có A lớn nữa đúng không? A này. Xong đến gì? B này. Xong đến gì? D này. Đến gì? F. Đến gì? X, Z lớn và Z nhỏ. Chữ hoa ưu tiên hơn. Đấy chưa? Làm luôn. Một chuỗi có 20 ký tự. Đấy chưa? Sắp xếp các ký tự đấy.
Do đó con số này. PHP này, convert character. Đây này, nó có convert character to ASCII này. Đây, ORD string. Đây. ORD một ký tự thành số ASC này. Thì chúng ta có thể sắp xếp được dựa vào con số. Để tôi nghĩ rằng có cái đề nó dễ hơn không? À, được rồi, đây. Thôi, bỏ bài này đi nhá. Bài này khó, chắc là khó với chúng ta quá. Để tôi kiếm một bài dễ hơn. Đây, đề bài vẫn là 20 ký tự. Xong chưa? Vẫn là 20 ký tự bất kỳ, kể cả chữ lớn lẫn chữ nhỏ. Tôi không quan tâm. Bây giờ, phải có lẫn lộn nhá. Tiếp theo, tách cho tôi ra thành hai mảng. Một, cái này có thể là chuỗi, có thể là mảng, để cho tùy chúng ta làm cho nó dễ tùy, được chưa? Tiếp theo là tách cho thành hai mảng. Một mảng chứa ký tự thiên hoa, một mảng chứa ký tự miết thường. Làm đi. Không làm được hai cái chỗ đấy. Cho thêm 5 phút nữa làm, không được thì hai cái nữa. Như thế nhân đây.
Không nhá. Ta làm được cái mảng đấy, bỏ về chỗ đi ạ. Đã là thứ. Gì đây? Để làm gì đấy? Nha, mình hướng dẫn cách xin nhập một chuỗi bất kỳ nhé. À, tí thì xóa mất cái này. Đây. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm function generate string character random. Được chưa? Thì mình sẽ có là ví dụ như kiểu upper lower, nó sẽ bằng là ran của 1 và 2, hoặc là 1 hoặc là 2, đúng không? If upper
lower bằng 1 thì chúng ta sẽ return cái CA gì nhỉ? CR ở CHR đúng không? CHR của random từ số nhỏ mà 97 cho đến 122. 97 đến 122. Không chưa? Else return CHR của random của số 65 cho đến số 90. 65 đến 90. Không nhỉ? Quá nhặt toẹt luôn. Copy. À, ở đây tôi sẽ xóa trắng cái này để tôi viết lại. À, echo require đúng không? Library.php. Đây xong đi. Xong chưa? Bây giờ tôi muốn là có một cái chuỗi khoảng 20 ký tự. $str bằng string rỗng này. For y nhỏ hơn 20 thì mình sẽ có là $str cộng bằng với cái generator random character. Ủa, nãy tôi tắt đi. L48 đúng không? Không nhờ. Được chưa? Đấy, có thế thôi. Rất đơn giản. Đấy, hàm đây.
không nhá. Cái gì? Sao mấy kia dùng một phô hoài này hai lần xong cậu cái chuối. Cộng bằng nhân chấm bằng. Đấy. Làm gì đấy? Mày crack body cam làm gì? Sao mày không dùng Camtasia? Thích thì chịu rồi. Buổi sau chúng ta sẽ học về các hàng có sẵn built-in function ở trong PHP. Đây là cố gắng làm bài này. Chuyển danh đi không? Anh nghe vẫn còn Facebook mới biết gì cơ mà. Yeah. Cái đấy không cần phải thông báo. Sẽ thông báo vậy rồi. Đây không phải. 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 Đây nữa.
Đi cây quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.